con. Trong cả đời ngươi đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng chỉ định vị trí cho hừng đông để hừng đông nắm chắc 10 phương đất dũ cho sập hết bọn gian tà? Bấy giờ đất thay màu hội sắc, tựa màu đất sét dùng làm ấm như phong, và mưa rọi xuất hiện tựa tấm áo lòng đầy uy hồ. Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng tu hành nay bị bể nát. Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi. Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng? Đâu là nơi bóng tối cư ngụ để ngươi đưa nó đến miền nó ở và nhận ra đường về nhà nó? Điều này hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy ngươi đã chào đời và đời ngươi đã trải qua bao năm tháng. Ông chó lại thưa với Đức Chúa: vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời này? Con sẽ đưa tay lên che miệng, đã nói một lần rồi con không đọc lại nữa. Có nói lần thứ hai cũng chẳng thêm được gì. Đó là lời Chúa. Ngươi tưởng sẽ nhân lên tận trời ư? Không,
ngươi phải đào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Kỳ thưa cộng đoàn, chỉ là cái thực tại của cuộc sống, đặc biệt ở trong các thành phố lớn, cũng như là những cái vùng mà được gọi là những cái vùng phát triển này hôm nay, người ta có cảm nhận xem là xã hội, thành phố càng văn minh, càng phát triển thì dường như những tệ nạn của xã hội càng ngày càng nhiều. Không biết đó phải là lý do mà ngày hôm nay ở trong bài tin mừng đi xuống hiện chân Bethsaida, Chorazin và Capernaum, ba thành phố được coi là phồn thịnh vào thời của Giêsu so với các thành phố khác. Và có lẽ từ cái đời sống vật chất có phần chia rẽ, đời sống có phần thoải mái, thì người ta tìm đến những cái thú vui của xác thịt, thú vui vật chất của đời này, làm cho cái đời sống tâm linh và làm cho đời sống đức tin càng ngày càng đi lụn giảm. Và vì thế Jesus đã hiện trách họ vì tâm từ đó. Còn đối với các thánh đạo ông thì ngươi tưởng ngươi được nâng lên tận trời xưa là một đức tin, một cái tin kiêu ngạo của con người. Coi trời bằng vung, tất cả gạt bỏ các ngoại để chiều theo sở thích, chiều theo ý muốn của mình. Cơ hội thực tế và ngày hôm nay của mình, không biết là Giêsu mà hiện diện của chúng ta ngày hôm nay, Giêsu sẽ có suy nghĩ và Giêsu có sẽ có những lời nào với chúng ta khi nhìn lại cái thực tại đời sống đức tin, đời sống thiêng liêng của con người ngày hôm nay. Tôi thật phương bản thân chị em có thể lúc đặc biệt là giải quyết những vấn đề phân phối, tôi cảm nhận dường như người ta coi đức tin chỉ là một sự khoản đất, hay đức tin chỉ là một thứ trang điểm trong cuộc sống, đức tin chỉ được dành ở trong thánh lễ hay là một vài sinh hoạt ở trong nhà thờ, hoặc đức tin chỉ là một vài lời cầu nguyện hay một cái gì nào đó ở trong tâm hồn thôi. Song đức tin như thế thì có lẽ chúng ta cũng đang nghiêng chiều về cái thế giới vật chất và cái thế giới hưởng thụ. Có nhiều trường hợp đến để đổi xin từ hành để con phối. Đôi lúc tôi nói là có cần thiết để đưa vào nhà thờ không? Bởi vì nó bỏ đạo rồi mà. Lễ nó không chịu đi. Ngày Chủ nhật nó cũng chẳng thèm ngó tới nữa. Vì công việc, thật sự mà nói vì sự lười biếng, vì sự thích, vì ý muốn của mình. Rồi có những bậc làm cha làm mẹ làm theo ý của họ. Con nghe lời, nhưng mà thưa cha, cái ngày đó con có cái này, con có cái khác, gia đình con muốn như vậy. Thế thì thành ra làm theo ý của bạn và làm theo ý của cha. Sắp xếp hết mọi thứ, mọi sự để đổi mới cái sự của ta. Thì vô tình đưa con đến nhà thờ để mình trang điểm cho cái gia đình, trang điểm cho cái tiến tắc ở trong gia đình của mình, không thực sự là sống đức tin. Bởi vì con nó có đi đạo đâu, nó bỏ đạo rồi mà. Thì làm sao mà chúng ta có thể nói là chúng ta bảo vệ và chúng ta sống đức tin được? Người chúng ta gặp thầy đó thì một bà anh chị em suy nghĩ chúng ta không phải hiểu nhau nhau, nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhìn lại cái thực tế đó của cuộc sống để rồi có thể
lời của Chúa dạy ngày hôm nay là một lời khiển trách, là một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta nhìn lại đức tin của mình, nhìn lại cách sống đức tin của mình. Mình có đức tin là cốt lõi để chúng ta gần gũi gặp gỡ và kết nối với Chúa, hay đức tin chỉ là một thứ cảm xúc ở trong cuộc sống, giúp cho người khác khỏi nói đôi ở anh là người có đạo nhưng anh sống như vậy, hoặc là chị là người có đạo mà chị là như vậy. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta yên, xin xem lại và nhận nhìn lại trên cuộc đời của chúng ta ở trong đức tin và ở trong đời sống, để rồi giúp cho chúng ta có một cái tiếng nói và có một sự lắng nghe với Chúa, dạy bảo chúng ta qua tâm hồn, qua lời Chúa và